Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Choose Smart News, bản tin cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ. Và ngay sau đây hãy cùng mình tìm hiểu thông tin ngày hôm nay nhé. Chỉ có hai bản iPhone 13 cao cấp sở hữu màn hình LTPO OLED 120Hz. Đây không phải là lần đầu tiên Apple được đồn đại là sẽ sử dụng công nghệ màn hình 120Hz ở trên iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Giờ đây thì nguồn tin đến từ ET News của Hàn Quốc thì vừa tiếp tục xác nhận thông tin này, đồng thời chia sẻ thêm những thông tin khá thú vị liên quan đến thế hệ iPhone tiếp theo. Theo như ET News thì Apple đã chọn Samsung Display và LG Display làm đối tác chính cho sản xuất tấm nền OLED cho iPhone năm sau. Dự kiến là tần số quét sẽ được nâng cấp chính ở trên tấm nền của hai bản cao cấp. Năm sau thì iPhone 13 có 4 mẫu, tương ứng với 4 bản nâng cấp so với năm nay. Trong đó thì bản nâng cấp iPhone 13 Pro và 13 Pro Max thì sẽ được trang bị tần số quét lên đến là 120Hz. Lý do chính khiến cho Apple phải lùi lại kế hoạch trang bị tần số quét 120Hz chính là sản lượng tấm nền LTPO OLED. Báo cáo chia sẻ thêm rằng Apple sẽ đối mặt với nguồn cung ứng sẽ tăng giá linh kiện, nhưng hiện vẫn chưa rõ công ty này sẽ chịu chi phí đó hay chuyển chúng cho khách hàng dưới hình thức tăng giá. Thế hệ iPhone 13 tiếp theo thì được dự kiến là giới thiệu vào tháng 9 năm sau. Theo tin đồn thì con chip được nâng cấp lên là A15 Bionic với tiến trình là 5 nanomet, bộ nhớ trong cao tăng đến 1TB và camera nâng cấp tập trung vào ống kính góc siêu rộng. Và đó là thông tin của ngày hôm nay. Đừng quên like và subscribe channel của Choose Smart nhé. Chào các bạn. Video này đồng hành cùng hệ thống bán lẻ di động chính hãng Choose Smart. Khi mua các sản phẩm tại hệ thống cửa hàng của Choose Smart, bạn sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, hỗ trợ trả góp vô cùng nhanh chóng và đơn giản. Mọi thắc mắc xin liên hệ với fanpage của Choose Smart hoặc liên hệ hotline 0948 122 666.